thương của tất cả quý vị và các bạn, đó chính là một lớn nào nhất trong cuộc đời của Đông Nhi. 10 năm trôi qua chắc chắn là 10 năm đẹp nhất trong quãng đời hoạt động của Đông Nhi. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn dành cho tất cả quý vị và các bạn đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay để ủng hộ cho Đông Nhi.